lược giảng. Đức Phật dạy tiếp: Nếu gặp kẻ làm cha mẹ trước hoặc cha mẹ sau mà độc ác, thì dạy rõ quả báo sanh trở lại hiện đời bị roi giọt. Ở đời tùy theo cảnh ngộ mà con cái có thể phải sống với cha trước mẹ trước, với cha trước mẹ sau, với cha sau mẹ trước, hoặc với cha sau mẹ sau của mình. Thế nào gọi là cha trước, cha mẹ trước? Cha trước tức là cha ruột, cha đẻ, và mẹ trước tức là mẹ ruột, mẹ đẻ của mình. Tuy là cha mẹ ruột, nhưng cũng có trường hợp cha mẹ có lòng thiên vị đối với con cái, yêu ghét không đồng đều. Lại còn có cha sau và mẹ sau. Nếu cha mất sớm, mẹ tái giá với người đàn ông khác, thì người đàn ông đó là cha sau, tức là cha kế hoặc là cha ghẻ của mình. Còn mẹ sau là thế nào? Đây là trường hợp không may mẹ qua đời sớm, cha lại tục quyền với người đàn bà khác, thì người đàn bà đó là mẹ sau, tức là mẹ kế, mẹ ghẻ của mình. Ví dụ như cảnh ngộ của Đại Thuấn ở Trung Hoa là sống với cha ruột và mẹ ghẻ vậy. Theo thoái thường, cha ghẻ và mẹ ghẻ yêu thương con cái không đồng đều, có đứa yêu, có đứa ghét. Ở Trung Hoa, có một người tên là Mẫn Tử Khiên, vốn là học trò của Đức Khổng Tử. Mẫn Tử Khiên có cha làm quan đại phu, mẹ chẳng may mất sớm, nên cha tục quyền với một người đàn bà khác, và người mẹ kế này thường xuyên ngược đãi Mẫn Tử Khiên. Tiết trời mùa đông giá rét căm căm, mà bà chỉ cho Mẫn Tử Khiên mặc áo kép bằng vải thô độn qua cỏ lau. Trong khi đó, con ruột của bà thì sao? Con của bà sinh ra thì được mặc áo kép lót bông mềm mại ấm áp. Loại áo độn qua cỏ lau thì không thể nào đủ ấm được. Chỉ có áo bông mới có thể chịu đựng nổi với cái giá rét mùa đông. Một hôm, Mẫn Đại Phu, cha của Mẫn Tử Khiên, có việc cần đi, bèn bảo Mẫn Tử Khiên đánh xe. Thấy Mẫn Tử Khiên run cầm cập, người cha giận dữ quát: Nè, mày làm sao thế? Hôm nay trời không lạnh lắm, sao lại lóng cống thế kia? Nói rồi, ông giật phăng cái roi đánh xe và quất mạnh lên mình Mẫn Tử Khiên, làm cho chiếc áo Mẫn Tử Khiên đương mặt bị rách và để lộ lớp hoa cỏ lau đồn bên trong. Đây gọi là tiên đã lô hoa, tức là quất ra hoa lau. Trước cảnh tượng ấy, người cha chợt hiểu tất cả. Ông ta ôm mặt khóc và tự trách: Ta thật là có lỗi với đứa con này. Thì ra mẹ ghẻ của nó đối xử tệ bạc, nên nó mới bị lạnh cống như thế. Và ông ta tự hứa với mình là sau khi xong việc, về đến nhà, nhất định sẽ đuổi vợ đi. Về nhà, Mẫn Đại Phu đòi đuổi vợ đi. Mẫn Tử Khiên thấy vậy, bèn quỳ xuống trước mặt cha. Người cha ngạc nhiên hỏi: Tại sao con làm như vậy? Mẫn Tử Khiên thưa: Xin cha đừng đuổi kế mẫu. Người cha hỏi: Tại sao? Mẫn Tử Khiên đáp: Mẹ ở lại, mình con chịu lạnh. Mẹ đi rồi, hai trẻ bơ vơ. Ý nói là kế mẫu ở lại thì chỉ có một mình Mẫn Tử Khiên chịu lạnh chịu rét. Nếu kế mẫu ra đi, tất cha lại cưới vợ khác. Đến lúc ấy thì cả hai người con đều phải chịu giá lạnh đơn côi. Cha của Mẫn Tử Khiên nghĩ ngợi rồi không đuổi vợ nữa. Còn người kế mẫu nghe Mẫn Tử Khiên nói như thế thì rất cảm động, tự nhủ: Ồ, đứa bé này ngoan hiền mà lại thông minh biết bao. Và từ đó
bà cũng yêu thương Mẫn Tử Khiên như con ruột, chẳng còn phân biệt nữa. Ngoài ra, vì sao còn có trường hợp là con có cả cha sau mẹ sau, hoặc cha ghẻ mẹ ghẻ? Giả sử cha mất sớm, mẹ đi tái giá, thì con có cha ghẻ. Nếu sau đó mẹ lại qua đời và người cha ghẻ cưới vợ khác, thì con lại có mẹ ghẻ. Bây giờ người con thành ra có cha ghẻ mẹ ghẻ. Trong những tình cảnh như thế, con cái thường phải chịu nhiều đau khổ thiệt thòi. Làm con mà gặp phải hoàn cảnh như thế thì rất là bi đát khổ sở. Ở nước Mỹ thì không biết có tình trạng đó hay không, chứ ở Trung Hoa thì xảy ra rất nhiều. Nói tóm lại, phàm nếu không phải là con do mình đẻ ra thì người ta chẳng những không thương mà còn hất hủi ngược đãi nữa. Đối với những người, bất luận là cha ruột, mẹ ruột hay cha ghẻ, mẹ ghẻ mà ăn ở độc ác, khắc nghiệt với con cái, hoặc ngược đãi con riêng của chồng, hành hạ con riêng của vợ, thì Bồ Tát Địa Tạng giảng nhân quả báo ứng như thế nào? Ngài cho họ biết là đời sau họ sẽ phải chịu quả báo bị đòn roi. Ha ha ha, 闻三摩地所。